ban tổ chức lên điều hành lễ hội. Xin trân trọng kính mời. Làng Thượng Bích, xã Phúc Tuấn, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình là nơi thờ Đức Thành Hoàng Làng Bản Cảnh Bùi Đằng Lưu, Phó Mã Thượng Tể Đại Tướng Quân Thượng Đẳng Phúc Thần. Ngài đã có công giúp vua Lê Thái Tổ chống giặc Minh ở thế kỷ thứ 15 và gây dựng nên làng Thượng Bích ngày nay. Đình đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình xếp hạng di tích lịch sử văn hóa. Được sự nhất trí của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Tuấn, theo thông lệ và cũng là để ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân đã có công với dân, với nước, duy trì và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương, góp phần bảo tồn và giáo dục cho các thế hệ mai sau, giữ gìn và phát huy những truyền thống tinh hoa tốt đẹp của quê hương, đất nước. Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa xã Phúc Tuấn phối hợp cùng ban thánh tiết đình làng Thủy Bích và ban công tác mặt trận bốn thôn miền Thủy Bích long trọng tổ chức lễ hội truyền thống đình làng Thủy Bích năm 2022. Kính thưa toàn thể quý vị, hướng về quá khứ, kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương, ghi nhớ công ơn của các bậc trung thần nghĩa sĩ có công với dân, với nước, để phát huy sức mạnh tổng hợp, giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau là việc làm rất có ý nghĩa, hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước ta, đó là kế thừa có trọng lọc nền văn hóa cổ truyền của dân tộc, giáo dục truyền thống, bảo vệ và giữ gìn thuần phong mỹ tục là việc làm thiết thực, nhất là trong giai đoạn hiện nay chúng ta đang cùng cả nước thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp, đất nước ngày một phồn vinh thịnh vượng. Thật đúng là tìm về nguồn cội của tổ tiên, truyền thống nêu cao dựng kỷ cương, di sản văn chương tìm vốn quý, tiền nhân công đức chép nên chương. Nhìn về quá khứ niềm trân trọng, hướng tới tương lai bước vững vàng, cuộc sống mỗi ngày thêm đổi mới, mãi mãi quê hương bao mến thương. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, lễ hội truyền thống đình làng Thủy Bích năm nay được tổ chức vào dịp cán bộ và nhân dân xã nhà đang ra sức thi đua lập thành tích, hướng tới chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn như kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, và cũng là dịp nhân dân trong làng, trong xã đang tập trung chăm sóc lúa mùa cuối vụ, hướng tới một vụ mùa thắng lợi, đồng thời tiếp tục thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thật là hương ước lệ làng, tiền bối dày công xây dựng, thuần phong mỹ tục, hậu sinh nghiêm chỉnh tuân theo. Lễ hội năm nay được tổ chức từ sáng ngày mùng 5 tháng 10 đến ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022, nhằm ngày mùng 10, 11, 12 tháng 9 năm Nhâm Dần. Chương trình lễ hội gồm có lễ rước kiệu thị sát một số địa điểm trong quần thể di tích, khai mạc, dâng hương, tế lễ và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, ngợi ca quê hương đất nước và phát huy tinh thần thượng võ của cha ông. Lễ hội truyền thống năm nay như là lời cầu nguyện cho quốc thái, dân an, mưa thuận, gió hòa, nhân khang, vật thịnh, mọi người, mọi nhà được mạnh khỏe, ấm no, hạnh phúc, và cũng là dịp để mỗi người chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của ông cha. Kính thưa toàn thể quý vị, dự lễ khai mạc lễ hội truyền thống đình làng Thủy Bích năm nay, ban tổ chức chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp và xin trân trọng giới thiệu. Về phía phòng văn hóa thông tin huyện Kiến Sương có ông Hà Thế Công, Phó trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Kiến Sương, bà Trịnh Thanh Nga, chuyên viên phòng văn hóa thông tin huyện Kiến Sương, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và rất vinh dự cho ban tổ chức lễ hội được chào đón sự hiện diện của đoàn đại biểu đại diện cho ban liên lạc họ Bùi Việt Nam và ban liên lạc cộng đồng họ Bùi tỉnh Thái Bình. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu ông Bùi Ngọc Toản,
Ủy viên Ban Liên lạc dòng họ Bùi tỉnh Thái Bình đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía đại diện cho lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương xã Quốc Tuấn có một bà Mai Thị Thúy, Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã; hai, ông Phạm Hùng Cương, Phó Bí thư thường trực Ban Chấp hành Đảng bộ, trưởng khối dân vận; ba, ông Vũ Văn Thắng, Phó Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trưởng ban tổ chức lễ hội Đình Làng Thụy Bích năm 2022, cùng toàn thể các ông bà trong Ban Chấp hành Đảng bộ, thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và các ông bà cán bộ công chức Ủy ban Nhân dân, ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quốc Tuấn đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía các đoàn đại biểu có đoàn đại biểu Hội Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Người cao tuổi, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ, Hội những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Hội cựu thanh niên xung phong, Hội cựu giáo chức, Hội hưu trí, Hội quan liệt sĩ, Đài truyền thanh xã Quốc Tuấn, đoàn đại biểu Ban giám hiệu trường mầm non, trường tiểu học và trường trung học cơ sở Quốc Tuấn, đoàn đại biểu hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, Quỹ tín dụng nhân dân, Trạm y tế xã Quốc Tuấn, đoàn đại biểu Ban công an xã Quốc Tuấn, đoàn đại biểu đại diện cho ban công tác mặt trận của 7 khu dân cư trên địa bàn xã, đoàn đại biểu đại diện nhà chùa, hội quy và các Phật tử chùa Chiêu Khánh, chùa Linh Ứng xã Quốc Tuấn, đoàn đại biểu đại diện cho ban quản lý di tích đền làng Đắc Trúng xã Quốc Tuấn, đoàn đại biểu đại diện cho ban quản lý di tích đình Cả xã An Bình, đoàn đại biểu câu lạc bộ chèo truyền thống xã Quốc Tuấn, câu lạc bộ nghệ thuật dân gian thôn An Chỉ xã Bình Nguyên, câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật chèo truyền thống xã Vũ Lạc thành phố Thái Bình, các câu lạc bộ cờ tướng, các đội tế nam quan nữ quan xã Quốc Tuấn, đội chống hội xã Thanh Tân, đoàn đại biểu hội đồng hương, con em quê hương đang sinh sống, công tác, lao động và học tập trên mọi miền tổ quốc, đoàn đại biểu đại diện cho câu lạc bộ sản xuất kinh doanh xã Quốc Tuấn và các doanh nghiệp, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các nhà tài trợ cho các chương trình của lễ hội, đoàn đại biểu đại diện cho các dòng họ làng Thủy Bích xã Quốc Tuấn cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà, quý nhân thân khách, huyện nam tín nữ, nhân dân làng Thủy Bích, làng Đắc Trúng cũng như các xã bạn đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý vị, xin được kính chúc các quý vị đại biểu khách quý mạnh khỏe, an khang, gia đình hạnh phúc và chúc lễ hội Đình Làng Thủy Bích năm 2022 thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, tiếp theo chương trình, ban tổ chức chúng tôi xin được thông báo nội dung chương trình lễ hội. Lễ hội truyền thống Đình Làng Thủy Bích được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9 năm Nhâm Dần, gồm các nội dung sau. Ngày 10 tháng 9 năm Nhâm Dần, buổi sáng, từ 8 giờ đến 8 giờ 45 phút khai mạc lễ hội, từ 8 giờ 45 phút đến 11 giờ dâng hương tế thần. Buổi chiều, từ 13 giờ 30 đến 17 giờ dâng hương và tế nữ quan. Buổi tối, chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng lễ hội. Ngày 11 tháng 9 năm Nhâm Dần, buổi sáng, từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ dâng hương tế thần. Buổi chiều, từ 13 giờ 30 đến 17 giờ dâng hương và tế nữ quan. Buổi tối, chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng lễ hội. Ngày 12 tháng 9 năm Nhâm Dần, từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút tế tạ và bế mạc lễ hội. Sau bế mạc lễ hội, ban tổ chức lễ hội trân trọng mời các đại biểu dự bữa cơm thân mật. Ban tổ chức lễ hội sẽ bố trí đa xen các trò chơi dân gian như cờ tướng song song với các thời điểm diễn ra lễ hội. Và làm tiếp chương trình, tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Văn Thắng, Phó Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trưởng ban tổ chức lễ hội truyền thống Đình Làng Thủy Bích năm 2022 lên trình bày diễn văn khai mạc lễ hội. Xin trân trọng kính mời ông. Các ông, các bà cùng bà con nhân dân về dự lễ hội hôm nay, hòa chung khí thế thi đua sôi nổi chào mừng các sự kiện trọng đại của quê hương, của đất nước. Đảng bộ và nhân dân địa phương đang đẩy mạnh
các phong trào thi đua yêu nước, ra sức học tập, lao động, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022 đã đề ra. Hôm nay, ngày 10 tháng 9 năm Nhâm Dần 2022, được sự nhất trí của Phòng Văn hóa Thông tin huyện Kiến Sương, Ban Quản lý Di tích cùng bà con nhân dân làng Thủy Bích vui mừng, phấn khởi tổ chức lễ hội truyền thống Đình Làng Thủy Bích năm 2022 để kỷ niệm và tưởng nhớ công đức vị thành hoàng làng Bùi Đằng Tự Liêu, một người đã có nhiều công lao với dân, với nước và đặc biệt có nhiều ân đức với dân làng. Về dự lễ hội truyền thống hôm nay có các vị đại biểu đại diện cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Kiến Sương, các vị đại biểu đại diện Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị kinh tế, các tổ chức tôn giáo trong và ngoài xã, đại diện Ban liên lạc dòng họ Bùi Việt Nam tỉnh Thái Bình, đại diện các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn, các đội nghệ thuật dân gian, đại biểu là con em xa quê và quý khách thập phương cùng bà con nhân dân trong làng, trong xã. Sự hiện diện của quý vị đại biểu thể hiện sự quan tâm đến đời sống tâm linh, đời sống văn hóa tinh thần, là biểu hiện sự tôn kính, ân đức thành hoàng làng, là nét đẹp văn hóa mang đậm bản sắc truyền thống của dân tộc Việt Nam và đồng thời cũng là nguồn cổ vũ động viên đối với dân làng. Thay mặt ban tổ chức lễ hội, tôi xin trân trọng gửi tới các vị đại biểu khách quý cùng các cụ, các ông, các bà, các vị đại biểu, các đồng chí và các vị đại biểu về dự lễ hội hôm nay lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và lời cảm ơn chân thành nhất. Kính thưa các vị đại biểu, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây là truyền thống, là đạo lý tốt đẹp của người Việt Nam. Từ thuở vua Hùng dựng nước đến nay đã trải qua mấy ngàn năm lịch sử. Các triều đại, dân tộc Việt Nam đã có nhiều bậc vua anh minh, nhiều bề tôi trung nghĩa, nhiều bậc hiền thần đã hết lòng vì dân, vì nước và danh tiếng mãi mãi được lưu truyền, công đức mãi mãi được các thế hệ kế tiếp tri ân. Kính thưa quý vị đại biểu, theo thần phả của Đình Làng, cách đây hơn 600 năm, vào ngày 12 tháng 9 năm Canh Thìn, tại làng Thủy Bích, Đức Bùi Huyền Công đã sinh ra một người con trai khôi ngô, tuấn tú, trí tuệ phi thường, lớn lên, học rộng, hiểu sâu, trở thành bậc trung thần hiếu nghĩa, văn võ song toàn, đó là Bùi Đằng Liêu. Khi trưởng thành, cũng là lúc đất nước bị giặc Minh xâm chiếm, đô hộ, làng xóm bị quân giặc giày xéo, nhân dân bị đọa đày đau khổ, vốn tính quân minh lại có tài đảm lược, không chịu đọa đày, ngài đã đứng lên tụ nghĩa, chiêu mộ quân sĩ, tổ chức luyện võ, học văn, bài binh bố trận, lập các căn cứ để chống quân thù. Khi Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa cùng với nhân dân các vùng trong cả nước, ngài đã dẫn quân gia nhập vào đội quân Nam Sơn và được Thủ tướng Lê Lợi tấn phong thống chế tiền quân. Sau 10 năm chiến đấu bền bỉ ngoan cường, ngài đã cùng các tướng sĩ của Thủ tướng Lê Lợi đánh tan giặc Minh, đem lại hòa bình cho đất nước. Sau khi đất nước thống nhất Nam Sơn thu về một mối, ngài đã tham gia triều chính, giúp vua Lê trị vì đất nước trên 35 năm. Khi 70 tuổi, ngài cáo quan trở về làng Rộng, thiết lập miếu phụ, tu sửa lại chùa, khuyến cáo nhân dân theo những phong tục thuần hậu, dạy dân trồng dâu, nuôi tầm, ươm tơ, dệt lụa, xây dựng lên làng Rộng, tức làng Thủy Bích ngày nay. Đến năm 87 tuổi, ngài rời ra ấp đi chu du thiên hạ và quy tinh tại núi Thu Tinh, tỉnh Hà Tây vào ngày 13 tháng 9 năm Bính Ngọ. Sau khi được tin ngài hiển thánh, nhân dân làng Thủy Bích lập miếu thờ tôn vinh ngài là thành hoàng làng. Từ bấy đến nay, theo bề dày của lịch sử, hàng năm cứ đến ngày 10 tháng 9 âm lịch, dân làng lại tổ chức lễ dâng hương hoặc tổ chức lễ hội để truy ân công đức nhà ngài và khơi dậy truyền thống yêu nước, yêu quê hương và lòng tự tôn dân tộc. Đình làng Thủy Bích, nơi thờ thượng đẳng thức thần Bùi Đằng Tự Liêu, ngài là vị nhân thần không những được tổ tiên ta tôn thờ là Đức Thành Hoàng bản cảnh, mà tên tuổi chiến công của ngài hòa vua Lê diệt giặc cứu nước đã được lịch sử đảng bộ huyện Kiến Sương ghi lại đậm nét. Ngoài ra, Đình làng Thủy Bích còn là nhân chứng lịch sử về sự ra đời của chi bộ đảng đầu tiên của đảng bộ xã nhà,
vào ngày 1 tháng 9 năm 1939. Với những dấu mốc lịch sử trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước, đình làng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình xếp hạng di tích lịch sử văn hóa năm 1997. Trong những năm qua, quán triệt quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, và bà con nhân dân địa phương, con em xa quê cùng quý khách thập phương luôn hướng về cội nguồn bằng những việc làm cụ thể, đã tập trung công sức, trí tuệ, tiền của để tôn tạo, trùng tu nơi thờ tự những người có công với dân, với nước. Mỗi khi tổ chức lễ hội truyền thống đều được tiến hành với các hoạt động văn hóa, thể thao, phong phú cả về nội dung và hình thức, cân đối hài hòa cả về phần lễ và phần hội. Nhân dân trong làng, trong xã, quý khách thập phương trở về dự lễ hội và dân hương với tấm lòng thành kính, sủng ái, cầu mong thành hoàng linh ứng, tâm niệm được an hưởng những điều tốt lành, tôn thêm giá trị văn hóa, vật thể và phi vật thể ở địa phương. Kính thưa các vị đại biểu, với quan điểm chủ trương hướng về quá khứ, tìm hiểu nguồn gốc tổ tiên, kỷ niệm, tri ân các bậc trung thần nghĩa sĩ đã có công với dân với nước, đồng thời khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, để lễ hội truyền thống đền làng Thị Bích năm 2022 hoàn thành tốt các nội dung kế hoạch đề ra, ban tổ chức lễ hội đề nghị các vị đại biểu, quý khách thập phương cùng bà con nhân dân về dự lễ hội hãy tích cực tham gia và cổ vũ nhiệt tình các hoạt động văn hóa thể thao, có ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường, góp phần cho lễ hội năm 2022 thành công tốt đẹp, đáp ứng với các nguyện vọng của bà con nhân dân trong làng. Với mục đích thông qua hoạt động tổ chức lễ hội thể hiện sự trân trọng, lòng biết ơn với những công lao to lớn của Đức Thành Hoàng và các bậc tiền bối đối với nhân dân địa phương, để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, các tầng lớp nhân dân chung sức đồng lòng cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19, để nhà nhà, người người có cuộc sống khỏe mạnh, ấm no và hạnh phúc, để lưu giữ và phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc, của quê hương, tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng quê hương đất nước ngày thêm văn minh và giàu đẹp. Thay mặt ban tổ chức lễ hội, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ hội truyền thống đền làng Thị Bích năm 2022. Xin kính chúc các vị đại biểu khách quý luôn mạnh khỏe, chúc lễ hội thành công tốt đẹp.
Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn ông trưởng ban tổ chức lễ hội và đội chống hộ xã Thanh Tân. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức lễ hội xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Triệu Sĩ Kiêm, thành viên ban cánh tiết Đình Làng Thịnh Bích lên đọc chúc văn lễ hội. Xin trân trọng kính mời ông. Mừng những năm qua đất nước ta đạt chiều thành công rực rỡ, quốc hội bàn bảo vệ non sông, toàn đảng toàn dân chung sức đồng lòng đã vượt qua đại dịch ổn định, đã vượt qua đại dịch Covid hãi hùng, đưa đất nước trở lại ổn định bình thường và đang tiến đà phát triển. Mừng đất nước thanh thang đổi mới, mừng cháu con vời gọi rồng tiên, giữ cho tổ quốc bình yên, giữ cho bờ cõi vững bền biển đông. Ôi dân tộc nghìn năm hồn thiện, từ chân tâm chống hội vang lừng, nước sông Hồng hát lời thủy tổ, sóng Kiều Long ngàn tiếng cha ông. Nhớ thuở xưa mẹ ấu cô tỏa sáng nghĩa nhân, cha đăng quân quật cường hữu trí, từ nghĩa biển hồng hoang đất tổ đến mươn phương nguyên khí thủ đô, cắm trứng cắm bọc âu cơ đất trời sinh những tiền nhân anh hùng. Ngàn năm đuổi giặc sân đăng, ngàn năm mở cõi đất bằng thân tha, nhân kiệt sinh địa linh, đất nước lớn vì nhân dân anh hùng, nhân dân lớn vì tấm lòng yêu nước, giúp thành hoàng Bùi Đằng Liêu phò lê giúp nước từ thế kỷ 15 chống lại giặc Minh, suốt 10 năm trời tiền quân thống chế cùng các tướng quân Lê Lợi làm cho giặc Liễu Thăng kiếp vía kinh hồn hải chi tăng đầu lìa khỏi cổ. Đất nước thanh bình, đức ngài lại phò lê trị vì xã tắc, khuyến quả nâng tan, dạy dân trồng lúa
cẩm râu chăn rằm ươm tơ dệt vải, cố kết nhân tâm dựng xây miếng trang ấp xóm làng, làng Quỳ Lưỡng quê hương thân yêu của chúng ta được dựng xây từ đó. Tự hào thay Quỳ Lưỡng quê ta lại có một chiều dài truyền thống lịch sử vẻ vang như thế. Lịch sử đảng bộ huyện Kiến Sương đã ghi đậm nét đức Bùi Đặng, vị nhân thần đã có công với nước với dân. Đã trên 500 năm qua, ông cha ta nối đời truy ơn hướng khói, nhà nhà người người đều được hưởng phúc ấm của đức ngài. Dân kỳ quốc đảo đều rất vinh ứng, người đã từng âm phù hộ quốc, thật là sống anh hùng chết là phúc thần ruộng đảng. Sức sống muôn đời miền quê bà lẩy cang kiều, lý cha làng đã ghi nhiều sử sanh, bao hồn tử sĩ vô danh, máu xương ba cõi kết thành trang thơ. Từng câu từng chữ từng giờ tôn vinh truyền thống đời đời ngợi ca. Ngàn năm hồn Việt bao la, núi cao biển rộng mãi là uy nghi. Khải hoàn vang phúc quân đi, hàng bia tiến sĩ còn ghi sử vàng. Hỡi người Việt năm châu bốn biển, hỡi nước ai nhớ mẹ nhớ quê, nước ai xa xứ bây giờ về nương bóng mát dưới bờ tre xanh. Đồng làng xinh đẹp như tranh, con cò con vạc đã thành ca dao. Ai đi nơi nào càng xa càng thấy tự hào về quê hương. Vinh dự thay đảng bộ và nhân dân xã Quốc Tuấn được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong 9 năm trường kỳ chống Pháp. Tự hào thay làng Quỳ Lưỡng quê ta được chính phủ tặng bằng kỷ niệm chương tổ quốc ghi công và bằng có công với nước. Và tháng 9 năm 2019, một mốc son chói lọi, đảng bộ và nhân dân xã nhà long trọng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập chi bộ đầu tiên gồm 3 đảng viên là cụ Hược, cụ Y, cụ Lợi. 80 năm qua trên bước đường cách mạng, trải qua nhiều khó khăn hy sinh gian khổ, phát huy truyền thống anh hùng của tổ tiên, các thế hệ người dân quê ta dũng cảm kiên cường viết tiếp những trang sử vàng chói lọi. Ôn cố tri tân, người Quỳ Lưỡng luôn tâm niệm về điều đó. Sống hiện tại phải hiểu quá khứ để có định hướng cho tương lai, đâu cũng là cái đạo lớn mà mỗi chúng ta khắc ghi nói theo học tập. Quốc Tuấn quê ta qua nhiều năm phấn đấu xây dựng nông thôn đổi mới, toàn đảng toàn dân đồng tâm hiệp sức đồng lòng đã đạt danh hiệu tuổi nông thôn mới và đang phấn đấu đạt danh hiệu nông thôn mới nâng cao, lập thành tích đưa nghị quyết đại hội đảng lần thứ 3 vào trong cuộc sống. Quê hương ta đây đường nhựa bê tông thanh thang rộng mở như bàn cờ khắp thôn xóm phong quang, mỗi buổi chiều về đường hoa thơm tỏa ngát, nhà văn hóa thôn khang trang lịch sự, hội trường
ủy ban cao tầng đang khẩn trương xây dựng, hứa hẹn tương lai không xa, thịnh tứ được mọc lên từ quê lúa bốc phấn chúng ta. Đình chùa đã được xây dựng khang trang, dưới mái trường sớm trưa nhộn nhịp vui trẻ thơ cắp sách tới trường, tiên học lễ hậu học văn, thầy cô dẫn dạy thế hệ tương lai dựng xây đất nước quê hương. Thế mới hay, giang sơn cẩm tú truyền thống vẻ vang, phố phường nhộn nhịp rực rỡ tâm hồn, vinh quang thay thời đại Hồ Chí Minh, tự hào thay Trống Đông chính là. Nay chúng con dập đầu kính cẩn, muôn một đồng tân, cầu đất nước mưa thuận gió hòa, cầu quốc thái dân an bền vững. Xin tâm nguyện sáng ngàn năm hồn Việt, vỗ cánh bay chim lạc vượt trùng khơi, Việt Nam đất nước ta ơi, đồng tâm hiệp sức muôn đời vẻ vang. Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn ông Triệu Duy Tiêm với những áng trúc văn hào hùng và thành kính, hàm chứa lòng biết ơn và tôn kính đức thành hoàng làng. Làm tiếp chương trình, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Văn Tám, Phó Ban Quản lý Di tích Lịch sử Văn hóa, Trưởng Ban Khánh tiết Đình làng Thiền Tích lên ôn lại về lịch sử của đức thành hoàng làng. Xin trân trọng kính mời ông. Quý vị đại biểu các quý, kính thưa toàn thể cán bộ nhân dân trong làng, trong xã, quý khách thập phương, đình làng Thứ Bích, xã Phúc Tuấn, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình là nơi tôn thờ đức thành hoàng toàn cảnh Bùi Đằng Liêu, phó mã thượng thể đại tướng quân thượng thượng đẳng phúc thần, ngài đã có công xuống nước bỏ lên thái tổ chống giặc Minh, ngài đã tham gia triều chính trên 35 năm, khi tuổi ngoài 70, ngài đã cáo quan về làm rộng, thiết lập miếu hồi, tu sửa chùa chiền, khuyến cáo nhân dân theo những phong tục tuần hầu, dạy dân trồng sâu nuôi tập, ươm tơ chuyển lụa, dựng xây lên làng rộng, tức làng Thủy Bích ngày nay. Đình làng Thủy Bích còn là nhân chứng lịch sử của chi bộ đảng đầu tiên của đảng bộ xã nhà vào tháng 9 năm 1939. Đình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng di tích lịch sử văn hóa năm 1997. Kính thưa các quý vị đại biểu, mời quý vị đại biểu chúng ta cùng ngược dòng thời gian tìm hiểu về mảnh đất con người nơi đây. Thì đúng, tên cổ là làng Rộng, thuộc xã Phúc Tuấn, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, nằm trong tổng Thủy Lũng, huyện Trực Định, phủ Yến Sương, thời nhà Nguyễn trước năm 1590, thuộc huyện Trân Định, tỉnh Nam Định. Năm 1890 mới thuộc về tỉnh Thái Bình. Thời Lê thuộc Tiên Hưng, trấn Nam Hà. Nghiên cứu ra ấp Thủy đã được hình thành với tên gọi là ấp Thủy. Đến thời Lê Sơ, nơi đây dân cư đã đông đúc, dân cư ở xen trên những cánh đồng mỏ mỡ, thuận tiện cho việc canh nông. Sự hội nhập của các dòng họ như họ Phạm, họ Lê, họ Lai, họ Trần, họ Nguyễn từ các nơi về đây qua lịch sử hàng trăm năm.
chỉ riêng sở bỏ phạm của nhà phụ tướng quân Đặng Tiêu sau này đã tù hồn từ 1 đến 2 đời về nước. Về mặt địa lý, lịch sử chút ít đã cho thấy diện mạo của vùng đất này, trong đó có người đồng, có miên đại hàng ngàn năm lịch sử. Nó được hình thành do chu hồi tiến trình của sự bồi tiếp phù sa bên trong cả lý, có tên cổ là Bạch Đá hay còn gọi là Tiểu Hoàng Gia. Để có được một thủy giống tươi đẹp đủ phủ như hôm nay, từ cổ thơ khai tổ tiên các dòng họ đã đổ mồ hôi sôi nước mắt phát huyệt bồi bổ tiến bồi tạo nên các lớp hai phạm đồng tiền để cày bấy ác cư đặc biệt để đổi con cháu đổi đời các dòng họ trong cộng đồng xóm trung lưng đấu cận góp phần xây dựng một đất nước truyền thống của cha ông. Trong quá trình lao động đã dần tạo cơ sở nơi này bản chất cần cù chịu khó chất phác phong độ đời đầu. Sau cuộc kháng chiến chống quân Minh thắng lợi, dân trong làng Thủy Đốn có điều kiện phát triển vươn lên. Ngoài việc mấy bài đảm chính nghề đào dâu nuôi tầm ương tơ cũng được ra đời và phát đạt do tướng quân Bùi Đặng Tiêu truyền dạy duy trì và bảo tồn. Sở đặt tại chùa Quốc Khánh gần trụ sở Ủy ban nhân dân xã Quốc Vân, ngay trở về thành từ đó sở của họ phát hiện lúc đầu là 9 viên, sau các bên 12 viên sở hạ thành 2, 4, 6, 9 để giao lưu các đồ tơ tạp ghép chồng và các thứ hàng hóa nông sản khác từ cuối thời nhà Lê đã hình thành thuê xứ nhỏ cho búa và vật huyện Nam Hải Nghệ từ cả hồ sống động mà còn có bốn lãnh chầu cổ của nhân dân dân nơi này tạo ra. Ngoài việc tế thần tế thánh Đặng Tiêu phó mã đại tướng quân, dân làng còn có tò hội bơi thuyền trên con sông nhỏ ven làng ngay chỉ còn dấu tích hoặc đứt đoạn giao duyên gửi gắm tình cảm của mình đối với người bạn tương lai. Tuy chưa được rõ về cội nguồn của hội, song chắc chắn rằng nơi đây hội của vùng dân cư ít nhiều mang nghề sông nước, rồi cũng có thể từ buổi ban đầu dân cư nơi này là các vạn trài. Trong các cuộc kháng chiến chống quân Minh 1939, nhân chứng thời gian đã khắc ghi trong lịch sử rộng đại sự ra đời của chi bộ đảng Cộng sản, cái nôi của cách mạng, đã được Đảng, Chính phủ, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi nhận và tặng kỷ niệm chương và bằng võ công với nước trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ôn Cố Chí Tên, người thầy Lũng, Quốc Tuấn luôn tâm niệm về điều đó đối với Đảng bộ và Ủy ban Nhân dân xã. Xuất phát từ quan điểm sống trong hiện tại cần hiểu biết về quá khứ để có định hướng trong tương lai, ông là cái đạo lớn trong mỗi chúng ta khắc ghi học tập và nói theo. Kính thưa các quý vị đại biểu, theo lưu đầu kỳ tích tư liệu khảo sát tại chỗ cùng với tư liệu thành văn bản hiện nay, Đàn Vương tên thật là Bùi Đằng, tên xứ là Điêu, thân phụ là Bùi Huyền, thân mẫu là Phạm Thị Hoa. Tổ tiên của Bùi Đằng ở Hương Tiền, Nghệ Tĩnh, cuối đời nhà Tần, đầu nhà Hồ, triều đình Vũ Loạn, qua cai trị địa phương là Phạm Hổ, thừa cơ nổi loạn mưu đồ các cứ. Lúc bấy giờ cụ Bùi Huyền là thầy quốc gia thuyền, trung lý tưởng phải đánh nạn trên chiếc thuyền Nam và tay ra nhân túc đến làm thủy lớn, gặp cảnh gặp người là phụ gia đình cụ Phạm Tùng. Ông neo thuyền ở lại và được cụ Phạm Tùng cả con gái là Phạm Thị Hoa làm vợ. Năm ngoài 20 tuổi, Bùi Huyền và Phạm Thị Hoa đã sinh ra Đàn Vương. Bùi Đằng có chỗ tên gọi là Đàn Liêu, sinh ở đất Thủy Lũng vào giờ Thìn ngày 12 tháng 9 năm Canh Thìn. Với tư chất thông minh, lý ngộ, từ khi lập lòng đến khi 6 tuổi, ông đã am hiểu về luật thơ đường, lên 7 tuổi mời thầy về đại học. Vốn là người thông minh nên các bài vở đều quán triệt thanh thông, võ lược cũng toàn tài. Các sách binh ngô pháp đều trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, không chỗ nào là không biết.
đằng kia tin tưởng cùng lúc đất nước bị giặc Minh xâm chiếm đô hộ, Phổ Tiên lúc bấy giờ gọi là Phổ Tấn Nam, nhân dân bị đọa đầy, nghèo nhẹt, đau khổ và đói khát, không cam chịu được cảnh đọa đầy, Bùi Đầu đã tự đứng lên, chiêu tập thân sĩ, thân hào cùng nhân dân trong làng đứng lên khởi nghĩa, đại bản doanh trại lập tại Thùy Lũng, tên gọi là Kim Kê, tiền đồn đặt ở phía tây gọi là Thị Can Sinh Tự, bảo vệ cho đoàn Kim Kê ngay là địch chỉ đích. Còn hai tiền đồn viễn tiêu quân giặc, chỗ đó lập nên trang, lập đền thờ phục gọi là Tân Đê Cài hay là Tứ Linh Từ. Quan Tiểu Cung là miếu Giang Đông, Giang Đông Linh Từ, khu miếu Linh Từ, khu miếu Trung Hậu ở phía tây là quan chứa binh khí, ngay cả miếu thờ phục hay Thủy Sóc Linh Từ. Trong các di tích trên còn nhiều câu đối ca ngợi về công lao hiển hách chống giặc binh giao chỉ huy, sinh tiền lương tướng, văn vũ yêu toàn phù quốc tổ, hóa hậu phúc thần uy tinh hiển hách bảo độ nhân, có nghĩa là sống là tướng giỏi văn võ trong toàn phù tổ quốc, chết là uy thần hiển linh ứng dụng môn dân, hay những câu là tướng giỏi danh nho lê sử năm xưa ghi là phúc thần, là hiển hách lúc đầu thôn xóm đất thanh cao. Theo lúc đầu kỳ tích, quân sĩ do ông chỉ huy lúc đầu có 500 người, khí thế của nghĩa quân mạnh như mãnh hổ, làm cho quân giặc ở phủ Trấn Nam, Trấn Nam Hà phải nhiều phen kết đảm kinh hoàng. Có lúc nghĩa quân của ông làm chủ cả một vùng phía Nam huyện, nghĩa quân của ông đi đến đâu cũng được nhân dân ủng hộ và tham gia nghĩa binh. Khi cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi phát triển và đã lan tỏa khắp cả nước, nghĩa quân của Đảng Liêu gia nhập nghĩa quân của Lê Lợi, quân sĩ do ông chỉ huy lên tới 3 vạn tinh binh. Lê Lợi được phong làm thiền chê, làm thiền quân thắng chế quân Minh. Kể từ khi theo học phụ Lê Lợi, nghĩa quân của ông đánh địch trên dưới 50 trận lớn nhỏ cùng với các tướng lĩnh khác của Lê Lợi như Phạm Xảo, Lý Tuật, Đinh Lễ, Nguyễn Xế đã vây hãm thành Đông Quan. Sau ông được đi trận viện của địch do Liễu Thăng chỉ huy kéo thăng, quân ta phục vào ải Chi Lăng, phá tan giặc binh, chém chết Liễu Thăng trên đồi Mã Yên, rồi tiến quân giải phóng hàng loạt các đồn giặc và tiếp tục vây hãm thành Đông Quan. Quân Minh ở Đông Quan có 20 vạn do Phương Thông chỉ huy cầm cố với cầm cự với ta chờ viện binh. Khi kinh ở hai đảo quân bị quân ta đánh cho tan tác, chúng tuyệt vọng phải xin đầu hàng và rút quân về nước. Sau 10 năm chiến đấu bền bỉ ngoan cường, cuộc khởi nghĩa của Nam Sơn đã hoàn toàn nhiệm vụ vẻ vang giải phóng dân tộc. Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, lập lên Kiểu Lê. Các văn võ bá quan cùng sĩ tốt đều được nhà vua tặng phẩm theo thứ bậc. Đằng Liêu cũng là được phong phó mã thượng tể đại tướng quân. Trong hàng loạt các câu đối còn ghi ở đỉnh Thượng Bích về công tích của ông: Phủ Lê Chúa non sông thêm cảnh đẹp, báo ơn vua dẹp cường tặc, cỏ cây nhuộm đầm xuân. Sau cuộc kháng chiến chống quân Minh thắng lợi, ông còn được phò nhà Lê trên 35 năm, đến ngoài 70 tuổi ông mới được nghỉ về làng Thủy Lũng. Ông đã cho xây dựng tên đồn Kim Tê một ngôi miếu hội đồng và tu sửa lại chùa Chiếu Cánh. Ngôi đình Thủy Lũng trước đây ông đã từng cầu đảo linh thần cũng được ông dốc sức ra làm để thực sự Thủy Lũng nơi đây. Thủy Lũng là nơi đất lành trên đầu, vùng huyện Linh, điện Linh Nhân Kiệt không ngừng được hồi sinh. Ông mất ngày 13 tháng 9 năm Bính Ngọ, sau một lần đi thăm tú núi Thu Tinh bất bạc Hà Tây, dân gian luôn nhớ về ông đã trên 600 năm khói hương không lúc nào ngơi. Ngày sinh, ngày mất của ông đều trở thành lễ hội truyền thống của làng và đã đi vào lịch sử. Lệ rằng Đằng Liêu phó mã tướng quân, phò Lê giúp nước ghi danh sự vàng, Thụy Bích quốc tuấn anh hùng, dân làng mở hội tri ân về chầu,
dù ai đi đâu bán đâu, 12 tháng 9 dâng hương hội về. Dù ai buôn bán trăm nghề, 13 tháng 9 hội về dâng hương. Để tỏ lòng thành kính tri ân công đức của Bác tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, giữ gìn và bảo vệ thuần phong mỹ tục, làm việc làm thiết thực góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh giàu đẹp, tìm về cội nguồn của quê hương, truyền thống nêu cao dựng kỷ cương, di sản văn chương tìm vốn quý, công đức tiền nhân chép nên mãi mãi quê hương ba mến thương. Trước khi ngừng lời, một lần nữa thay mặt cho Ban quản lý di tích đình làng Thủy Bích xin được kính chúc các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân, quý khách thập phương, con em quê hương đang học tập, lao động và sinh sống trên mọi miền tổ quốc một lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc lễ hội đình làng Thủy Bích năm 2022 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, chương trình khai mạc lễ hội đình làng Thủy Bích năm 2022 đến đây là kết thúc. Ban tổ chức xin được chân thành cảm ơn sự hiện diện của các quý vị đại biểu trong buổi lễ khai mạc hôm nay. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức lễ hội, tôi xin được gửi tới những lời chúc tốt đẹp nhất tới các quý vị đại biểu. Chúc các quý vị cùng toàn thể gia đình luôn có một sức khỏe dồi dào, an lành trong cuộc sống và thành công trong công việc. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây, xin được trân trọng kính mời ông Ngô Đức Huy, thành viên ban tổ chức lên tiếp tục điều hành lễ dâng hương. Xin trân trọng kính mời ông. Tiếp theo chương trình là lễ dâng hương kính đức nhà ngài. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu phòng văn hóa thông tin huyện Kiến Sương do ông Hà Thế Công, Phó phòng văn hóa làm trưởng đoàn vào lễ dâng hương. Xin trân trọng kính mời. Cảm ơn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Phước Tuấn do bà Mai Thị Thúy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã làm trưởng đoàn và đặt lễ dâng hương. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
trọng cảm ơn. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất độc da cam, trường mầm non do ông Phạm Văn Cảm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh làm trưởng đoàn, xin vào đặt lễ dâng hương, xin trân trọng kính mời. Dâng hương xin trân trọng kính mời. Tổ chức xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình dâng hương, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu Ban Liên lạc Họ Bùi tỉnh Thái Bình
do Bùi Ngọc Toản, Ủy viên Ban Liên lạc và đặt lễ dâng hương. Xin trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu Quỹ Tín dụng Nhân dân và cán bộ nhân viên Phúc Tuấn do bà Trần Thị Doan làm trưởng đoàn và đặt lễ dâng hương. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu Ban Công an xã Phúc Tuấn do ông Nguyễn Thế Đình, trưởng công an xã làm trưởng đoàn và đặt lễ dâng hương. Xin trân trọng kính mời. Theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu thầy thích tuệ an cùng các phật tử chùa Diệu Khánh, gia đình Hòa Nhãn do thầy Thích Tuệ An chủ trì chùa Diệu Khánh làm trưởng đoàn và đặt lễ dâng hương. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu Phật tử chùa Linh Ứng làng Các Chúng do bà Phạm Thị Báu, hội trưởng hội Phật tử làng Các Chúng làm trưởng đoàn và đặt lễ dâng hương. Xin trân trọng kính mời.